Rồi hello anh em, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ bforsale.com và chúng ta quay trở lại với video của mình. Trong cái tutorial này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta blend một cái màu mình tạm gọi là màu light green. Nó khá là cute và các bạn thấy nó khá dễ nhìn nữa, đặc biệt là với cái kiểu blend màu này á thì nó rất là phù hợp cho tất cả các thể loại ảnh. Tất cả thể loại ảnh luôn á, có nghĩa là cứ chụp sao cho lên màu xanh đi. Về chúng ta sẽ làm được cái này. À, rồi đây thì đây là cái hình mà sau khi chúng ta xử lý thì đây các bạn có thể coi hình gốc này. Đây chính là cái hình gốc. Ok, đây chính là hình gốc. À, và đây là hình ra được khá là hay. Giống như trên Plan Group Plan Retouch thì mình có các bạn có thể nếu bạn nào trong group thì hay thấy hình của bạn là La Thảo Phương á, tên Facebook là Thảo Phương La, hay post kiểu màu như vậy rất là cute đúng không? Và nó rất là dễ nhìn nữa, đặc biệt là post lên Instagram thì chắc tuyệt vời luôn, cho nên mình mới bỏ thêm cái icon Instagram live vào, nó khá là cute mà rồi. Ok nữa, ok rồi, bây giờ cái stop này mình cũng lấy của bạn La Thảo Phương share luôn. Ok ha, thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu lại với hình này. Stop các bạn có thể tải ngay phía dưới này, ngay phía dưới phần description, phần mô tả. Và trước tiên thì nếu các bạn nào chưa biết, các bạn có thể lên fanpage của mình. Các bạn có thể vô hpphotoshop.com ha. Trên đó sẽ có rất là nhiều thứ vui cho các bạn tham khảo. Có thể là khóa học Photoshop Basic qua video của mình này. Cũng có thể là bộ Pro Preset Blend màu cực kỳ nhanh dành cho cả Camera Raw và Photoshop này. Khá là hay đúng không? Nếu các bạn có thể thích và các bạn muốn theo dõi những cái video trước và sau này của mình nữa, đừng quên bấm ngay cái nút đăng ký, nút subscribe. Và đừng quên nhấn ngay cái nút bấm ngay cái chuông ngay bên cạnh cái nút subscribe để sau này có cái tốt gì mới nó sẽ thông báo cho các bạn, tại vì mình không có lịch cụ thể. Ok ha, các bạn nào đã subscribe rồi nhưng mà chưa nhấn cái nút đó, các bạn thể nhấn cái nút đó. Rồi ok, sau khi các bạn tải về cái stock này nãy giờ là để chờ các bạn tải đó. Ok ha, giờ chúng ta tải rồi, các bạn hãy mở lên vào Photoshop, khá là đơn giản thôi tại vì ảnh JPEG mà ha. Rồi cái đầu tiên là chúng ta sẽ vào đơn giản, chúng ta sẽ ở đây mình sử dụng Camera Raw Filter. Nếu như bạn nào sử dụng CC 2014 trở lên, các bạn sẽ thấy Camera Raw Filter nằm ngay ở trong này. Còn nếu như mà bạn nào mà chúng ta không có sử dụng CC ấy, mà chúng ta sử dụng CS6 chẳng hạn vậy, mà các bạn muốn mở Camera Raw bằng muốn mở JPEG bằng Camera Raw luôn, thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào trong Edit và chọn Preference, sau đó các bạn chọn vào cái Camera Raw ngay phía dưới này, sau đó các bạn chọn cái JPEG này. Các bạn mở là ở Automatic Open On Support, ngay chọn cái này luôn ha. Và chúng ta click OK thì sau này các bạn mở file JPEG lên thì nó sẽ có. Thì đây mình đơn giản thôi, tại vì mình có sẵn rồi nên mình cứ mở mình kéo vào thôi. Rồi ở đây mình đang sử dụng CC 2018, các bạn nào sử dụng CC CS6 vẫn làm được bình thường ha. Đây mình sẽ sử dụng là chúng ta vào Camera Raw Filter. Thì ở trong này, ở trong cái Camera Raw Filter này, mình sẽ kéo vào đây, không cái đấy, không cái của mình nó che mất. Camera của mình che mất rồi, ok đây. Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có phần kiểu như này ha. Và công việc của chúng ta đầu tiên, mình đang muốn nói là chúng ta sẽ chuyển cái màu xanh lá cây là sao cho nó mát nhất có thể. Thì đầu tiên phần temperature mình sẽ chuyển nó qua hơi màu vàng chút xíu, để cho nó tí nữa mình sẽ chuyển xanh bằng cách là click vào cái tint ngay phía dưới này. Mình sẽ chuyển cái nhiệt độ qua màu xanh đó, các bạn có thể thấy là khá là ám xanh chút xíu, hơi ám xanh chút xíu. Rồi tiếp theo exposure mình sẽ tăng sáng lên, ảnh này nó chuộng sáng mà đúng không. Contrast mình sẽ giảm contrast xuống để mà cho ảnh nó đều, nó nhẹ và nó dễ nhìn ha, giảm contrast xuống. Cho nên là theo mình thấy thì cái này chụp ảnh tĩnh vật nó đẹp hơn so với lại người. Tùy các bạn có thể chọn người cũng được, nhưng mà theo mình thấy. Rồi, highlight mình sẽ chỉnh cho nó tăng lên chút xíu tùy vào hình của bạn. Nếu như hình của bạn đang cháy sáng rồi, các bạn không cần phải tăng highlight nữa. Nhưng mà ở đây ít cái phần cháy và ở phía sau là bokeh, cho nên là mình sẽ tăng highlight lên. Highlight là ngay ở phần phía trên khoảng nửa cái vùng sáng á, thì mình sẽ đẩy lên. Shadow có thể là mình sẽ giảm xuống chút xíu để cho nó lấy lại một chút xíu contrast, bởi vì shadow là tối mà, mình sẽ giảm tối xuống, có nghĩa là làm cho phần tối nó tối hơn chút xíu. Để mà hồi nãy mình giảm contrast nhiều quá thì ở dưới mình phải giảm shadow đi cho nó cân bằng lại. Tiếp theo nữa, các bạn thích thì các bạn tăng lên cũng được, chả ai cấm gì cả. Và các bạn có thể giảm bằng cái black ở phía dưới này, điểm đen. Ok, chúng ta sẽ có được cái hình kiểu như này. Ở đây mình cảm thấy phần exposure đây là chưa đủ, mình sẽ đẩy nó lên chút xíu. Cái dạng như thế này nó hơi cháy chút xíu cũng được, các bạn không cần phải quá quan tâm về cái phần cháy phía trên này. Rồi clarity tất nhiên rồi, giảm nhẹ chút xíu để cho nó hơi mờ mờ ra, nó không có sắc nét quá. Rồi
saturation và vibrant, mình sẽ giảm saturation chút xíu. Những cái phần màu xanh lá cây mà nó bị gắt quá thì nó sẽ giảm đi, và những cái phần màu khác nó sẽ được tô lên. Những cái màu nào chưa màu mà dạng như là màu xanh lá cây mà nó hơi nhẹ nhẹ thì nó tô lên ha. Mình sẽ tăng vibrant lên. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta sẽ chuyển qua cái HSL, SSL đúng không, adjustment. Mình sẽ chỉnh lại bên phần hue, đặc biệt là phần green này, mình sẽ tăng green lên chút xíu. Phần yellow tất nhiên rồi, mình sẽ đẩy yellow lên để cho tất cả phần màu vàng, như vậy tất cả phần màu vàng sẽ chuyển hue sang màu xanh đó. Các bạn thấy là đây nó bị ảnh hưởng nhiều ở đây. Sau khi xong các bạn click ok, chúng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này đó. Khá là ok đúng không, nó khá là cute mà mới qua có cái camera nè. Nếu các bạn thích thì có thể lưu lại để mà chúng ta làm cái preset cũng được ha. Thì đây mình thích, nếu các bạn thích thì các bạn thể chỉnh lại thêm một chút xíu nữa. Ở đây mình contrast hơi quá thì đây mình sẽ tăng ấy kiểu thế, nó sẽ ra kiểu như này, nó hài hòa hơn, tùy các bạn thôi ha. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ sử dụng là selective color, mặc định thì nó sẽ là cái gì đấy mình không nhớ, nhưng mà ở đây mình sẽ chuyển qua green. Phần green này mình sẽ giảm black đi chút xíu để cho nó nhạt cái màu lại, đừng có đậm quá. Trời ơi đậm quá nhìn nó, tại vì mình đang muốn nhẹ mà đúng không. Yellow mình giảm yellow đi để không nó bị nóng, mình không muốn nóng trong cái hình này ha. Phần magenta thì có thể là mình sẽ giảm đi chút xíu. Và phần cyan thì mình sẽ tăng cyan lên, tăng cái màu xanh ở trong cái màu xanh cyan nó khác ha, xanh giống kiểu xanh da trời á, thì nó sẽ mát cái hình ta lên ha. Như các bạn thấy là trong cái hình nó rất là mát. Các bạn nếu như các bạn thích nữa, hoặc là các bạn chụp ở cái điều kiện mà da của người mẫu chẳng hạn vậy nó vàng quá, thì các bạn thể chỉnh sang cái phần yellow này để chúng ta giảm black nè, phần yellow chúng ta giảm yellow đi đó, thì các bạn sẽ thấy là màu da nó sẽ hồng hơn rất là nhiều đó. Ok ha, và chúng ta sẽ có hình kiểu như này. Rồi tiếp theo nữa mình làm cái việc nhẹ nhàng đơn giản là mình sử dụng một cái button ấy kiểu như thế. Đây mình đang sử dụng theo kiểu style của Instagram á, cho nên là mình chôm Instagram mình đem về đấy, mình sẽ copy image paste thẳng vào đây luôn đó, và mình sẽ chọn cái vùng chọn là khu vực phía trong này, mình nhân đôi lên và các bạn có thể search bất kỳ cái gì cũng được, Instagram like button hay là cái gì nhỉ, music ha, hay là comment button cũng được đó, kiểu như thế này các bạn có thể đưa về cũng được, nó khá là hay, không vấn đề gì cả. Đâu rồi đây để mình sẽ đó, thì đây mình sẽ đưa đây mình sẽ đưa nó lên trên này, thu gọn lại chút xíu và ơi nãy mình mới làm gì vậy, thu nhẹ chút xíu đấy vào giữa này đó, chúng ta sẽ coi kết quả kiểu như này, rất tuyệt vời đúng không, đơn giản nhanh gọn lẹ, dùng được tất cả các hình luôn. Và đó là kết thúc cái tutorial này, đơn giản không, nhanh gọn không đó. Các bạn mạnh dạn cầm máy lên rồi, cái này chắc các bạn dùng điện thoại các bạn chụp vẫn có thể làm được cái này nữa, chứ đừng nói gì là máy ảnh rồi. Ok, kết thúc video ở đây. Nếu các bạn ở trong channel của mình còn rất là nhiều clip khác nữa, các bạn có thể tham khảo thêm, hoặc là các bạn nhiều đã, các bạn vào hpphotoshop.com sẽ có rất là nhiều thứ cho các bạn coi ở khóa Photoshop Basic này và Pro Reset bên nào này. Và đừng quên comment cho mình biết ở phần phía dưới phần comment này để các bạn muốn mình làm về vấn đề gì ở trong tutorial sau. Bye bye, mình Nguyễn Hồng Phúc.